Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK Rồi, ok, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một sự kiện mới đang diễn ra trên server test ha Đây là sự kiện khơ báu băng giá Với sự kiện này hàng ngày thì chúng ta sẽ vào cái chỗ hình đại diện con đa mình nè Chúng ta sẽ được một lượt free ở đây Ta có thể mua Rồi, ngồi ra thì chúng ta còn có thể bỏ tiền để mua các gối còn lại nha Đây là gói tuyết tan các bạn Chúng ta sẽ có 3 chỗ để khám phá bao gồm là tầng mát, tầng lạnh và tầng băng. Giờ mình sẽ khám phá trước cái tầng mát nha. Có cái chỗ này có cái búa nó lên tới 10.000 kim cương kìa các bạn, chắc ta đập hết tất cả các tầng quá. Dùng 10.000 kim cương để mua búa băng và tháp sáng bất kỳ ô nào. À, giới hạn sử dụng một lần trong thời gian sự kiện. Vậy là dùng cái 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 10.000 kim cương kim cương các bạn để mua để đập. Và mình sẽ rút thử các bạn. Đây, mình có một vé rút nè. Rút trúng được 500 10.000 kim cương thì mình sẽ đập được tùy chọn nha. Ví dụ mình lấy 10.000, mình đập vô 15. Thì như vậy thì mình sẽ lời được bao nhiêu các bạn? 10.000 đập vô 15 thì chúng ta sẽ lời được 5.000 kim cương. Không thì các bạn lấy 10.000 các bạn đập vào vé đền cũng được. Đập vào các bạn lấy 4 cái vé đền. 10.000 các bạn đập vào 4 cái vé đền. Nhưng mà đây lời nhất chắc là chúng ta lấy 15.000 kim cương các bạn. Rồi mình qua bên tầng lạnh này mình xem thử nó như thế nào. Ok khám phá luôn. Tương tự các bạn, 10.000 kim cương đổi một cái túi mồi. Qua bên tầng băng nha. Ồ, oh, 15 vây đền kìa các bạn. Hai thẻ nội thất. Như vậy thì với ngàn mấy 10.000 kim cương thì chúng ta sẽ được một lần rút tùy chọn các bạn có thể chọn cái nào cũng được, hai thẻ nội thất hoặc là 15 vé đền hoặc là 15.000 kim cương. Theo các bạn thì cái nào thì ngon nhất? Theo mình thì cái này là ngon nhất nè. Dùng cái búa đập cái này là ngon nhất nè các bạn. Bỏ 10.000 kim cương mua một cái búa băng rồi chúng ta đập cái cái này là ngon nhất rồi như vậy thì với 10.000 kim cương này các bạn được đập đúng một ô duy nhất thôi nha ngồi ra thì chúng ta sẽ rút bằng cách là chúng ta sẽ dùng mua trong gối tiết tan nó sẽ có free ngồi đây thì chúng ta sẽ phải bỏ có một số chế độ là bỏ tiền mua các bạn một cái cuộn này có giá là 46 nè hai cuộn thì 119 bốn cuộn là 479 6 cuộn sẽ là 1 triệu 2 và chúng ta có 10 cuộn các bạn ở đây bao nhiêu 10 cuộn giá sẽ là 2,3 triệu đã mua xong rồi chúng ta rút Còn đối với người chơi free thì cái lựa chọn tối đa sẽ là chúng ta sẽ mua một cái búa băng ở đây giá 10.000 kim cương à rồi nó chơi an giang rồi các bạn Ồ như vậy là không phải là chúng ta được chọn mấy cái ô kia rồi các bạn ơi. Mình tính lấy cái mình tính lấy vé đền nhưng mà như này thì chúng ta phải thắp sáng trúng một ô kia nữa thì chúng ta mới lấy được vé đền nha. Hoặc là bên mấy tầng này cũng vậy nè. À mỗi ô chúng ta mua được một cái búa như vậy thì 30.000 kim cương chúng ta sẽ mua được 3 búa các bạn và chúng ta sẽ lựa chọn bấm hủy nè ồ giờ mình đã hiểu bên này cũng vậy các bạn tương tự luôn à, cái đường này thì thắp sáng được một đường thẳng không bên tầng mát chắc cũng tương tự nó không cho các bạn đập vô cái ô kim cương đâu nha Như vậy bên này thì chúng ta xéo xuống chúng ta lấy được một cái mồi. Còn bên này thì muốn lấy được 15 vé đền thì chúng ta sẽ cho một cái đường ngang mà có một chỗ nó chưa được thắp sáng. Phiêu quá đúng không các bạn? Ok, mình sẽ lựa chọn cái đường thẳng này để lấy 15 vây đền để mà chúng ta mở được cái đường này nữa chúng ta sẽ lấy được 15 vây đền đúng không ta? Hay là cái bún chỉ gõ được đúng một lần? Mình thử cho các bạn xem nha. hiểu luôn ồ cái búa được đúng một cái thôi à bỏ mờ 10.000 kim cương nó gõ đúng một cái thôi bạn đây là tác dụng của cái búa rồi như vậy thì cái búa các bạn sẽ không được chọn đúng cái ô mà các bạn cần đâu nha không được chọn đúng mấy ô thường lớn đâu các bạn mà các bạn chỉ gõ được đúng như vậy thôi còn mấy cái chỗ này thì các bạn thắp sáng hết tất cả các đường thẳng thì chúng ta sẽ nhận quà nói chung là mấy cái khung này tốt nhất chơi một cái duy nhất thôi các bạn đừng chơi ba bốn cái và có điều kiện thì nạp thêm để chúng ta rút nha này rút bên này một cái là hơi sai sai rồi đó đúng ra phải chơi bên này mới đúng nè rồi về cách sử dụng búa là như vậy các bạn cân nhắc nha các bạn cân nhắc kẻo bị bị giống mình rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha bye bye